Sáng ngày 4 tháng 12, lực lượng vũ trang huyện Trần Đề đã thành lập đoàn đến thăm hỏi, động viên và chia buồn với gia đình anh Lâm Tâm, ngụ ấp Giồng Giữa, thị trấn Lịch Hội Thượng, có mẹ và con tử vong do bị tai nạn cây đổ ngã. Trước đó, vào lúc 17 giờ ngày 2 tháng 12, bà Thạch Thị Đê, 63 tuổi, mẹ anh Tâm, điều khiển xe gắn máy chở theo sau hai cháu nội đi học về, thì bất ngờ có mưa lớn kèm theo gió giật mạnh đã làm một cây to bất ngờ bị bật gốc đổ ngã, đè lên người bà Đê đang điều khiển xe máy trên đường. Nghe kêu cứu, nhiều người dân đã kịp chạy đến hiện trường cưa cây và đưa các nạn nhân đi cấp cứu. Tuy nhiên, do chấn thương quá nặng nên cháu trai Lâm Tấn T, 11 tuổi, tử vong tại chỗ và bà D cũng đã tử vong sau đó. Rất may cháu gái 9 tuổi chỉ bị thương nhẹ. Đoàn đã trao tặng số tiền hỗ trợ 9 triệu đồng, mong gia đình cố nén đau thương vượt qua sự mất mát lớn lao này. Trước đó, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu hộ cứu nạn huyện Trần Đề cũng đã đến thăm hỏi và trao tặng số tiền 20 triệu đồng. Thưa khán giả, Hội Nông dân huyện Long Phú vừa tổng kết công tác hội năm 2022. Thông tin này cùng các nội dung đáng chú ý khác sẽ tiếp nối chương trình. Hội Nông dân huyện Long Phú vừa tổng kết năm 2022 và đề ra nhiệm vụ giải pháp năm 2023. Năm 2022, Hội Nông dân huyện và cơ sở đã phát triển được 520 hội viên mới, nâng tổng số đến nay có hơn 12.600 hội viên, tham gia sinh hoạt ở 61 chi hội. Bình xét và đề nghị công nhận gần 9.600 hộ đạt chuẩn sản xuất kinh doanh giỏi các cấp, hoàn thiện nâng chất 16 chi hội không còn hộ hội viên nghèo ở 11 cơ sở hội, trong đó giúp đỡ thoát nghèo 11 hội viên. Năm 2023, Hội Nông dân huyện tập trung cho Đại hội Hội Nông dân cấp cơ sở và cấp huyện nhiệm kỳ 2023-2028, phát động các phong trào thi đua của hội, tôn vinh biểu dương tập thể cá nhân tiêu biểu, đẩy mạnh xây dựng củng cố, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi tổ hội vững mạnh. Dịp này có 5 tập thể và 11 cá nhân được Hội Nông dân huyện tặng giấy khen về thành tích năm 2022. Sáng ngày 4 tháng 12, công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và thương mại Duy Nhật tổ chức giải marathon mở rộng năm 2022 nhân dịp chào mừng khánh thành nhà máy sản xuất thùng giấy cạc tông của công ty. Giải marathon với sự tham gia của khoảng 1.350 vận động viên là công nhân, người lao động của công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và thương mại Duy Nhật và các đơn vị đối tác, các ngân hàng, các doanh nghiệp tại khu công nghiệp An Nghiệp, ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Sóc Trăng. Nội dung của giải có hai thể thức là cự ly 3 km và 5 km theo trục đường trong khu công nghiệp An Nghiệp. Các vận động viên tham gia rất vui tươi, hào hứng và hoàn thành phần thi về đích an toàn. Công ty đã trao các giải nhất, nhì, ba và khuyến khích cho các cá nhân đã hoàn thành xuất sắc phần thi chạy marathon. Đây là sân chơi lành mạnh, tăng cường rèn luyện thân thể, thể hiện tinh thần đoàn kết, giao lưu gắn kết giữa công nhân, người lao động, công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và thương mại Duy Nhật với các đơn vị đối tác, các ngân hàng và các doanh nghiệp trong khu công nghiệp An Nghiệp.